Thầy chào các em. Hôm nay thầy rất vui được gặp lại các em trong bài học số 4, đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Trước hết, chúng ta đã học giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Hôm nay chúng ta lại còn thêm một phương pháp nữa, đó là phương pháp cộng đại số. Với hai phương pháp này thì chúng ta sẽ luyện tập và trong quá trình giải toán thì các em lựa chọn để giải như thế nào cho nhanh. Bây giờ thầy vào dạy bài học. Ở trên bảng này thầy có hai ô, một ô là nội dung của quy tắc cộng đại số và một ô là áp dụng quy tắc cộng đại số để đưa về hệ phương trình tương đương, sau đó chúng ta giải hệ phương trình đó. Nội dung của quy tắc cộng đại số như sau. Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương với nó, giống như quy tắc thế. Nó gồm hai bước. Bước 1. Trường hợp 1, nếu hai hệ số của một ẩn bằng nhau thì trừ vế với vế của hai phương trình cho nhau. Thầy sẽ giải thích cho các em ở các ví dụ. Trường hợp 2 là nếu hai hệ số của một ẩn đối nhau thì cộng vế với vế của hai phương trình cho nhau. Trường hợp 3 là nếu cả hai hệ số của một ẩn không bằng nhau, cũng không đối nhau thì chọn số nguyên khả không nhân vào hai vế của một hoặc hai phương trình để đưa về trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Và cả ba trường hợp này thì đều đưa về một phương trình mới một ẩn. Như vậy là chúng ta thực hiện xong cái bước thứ nhất. Để thể hiện bước thứ nhất thì thầy sẽ mô tả ở các ví dụ sau. Trường hợp 1, các em nhìn vào hai phương trình 3x trừ 2y bằng 1 là phương trình thứ nhất, x trừ 2y bằng âm 1 là phương trình thứ hai của hệ. Thế thì các em nhìn thấy này, trường hợp 1, nếu hai hệ số của một ẩn bằng nhau, hai hệ số của một ẩn đó là hệ số âm 2 của ẩn y. Hệ số của ẩn y bằng âm 2. Thế thì khi đó người ta nói rằng là sẽ trừ vế với vế của hai phương trình cho nhau. Thì bây giờ thầy thực hiện trừ vế với vế của một cho hai. Thì thầy sẽ được 3x trừ 2y trừ cho mở ngoặc x trừ 2y. Vế phải 1 trừ cho trừ 1 là cộng 1 thì kết quả bằng 2. Tương đương với 3x trừ 2y trừ phá ngoặc đơn trước có dấu trừ thì chúng ta đổi dấu các hàng tử. Trừ x cộng 2y bằng 2. Tương đương với trừ 2y cộng 2y bằng 0y, chúng ta không viết. 3x trừ x thì bằng 2x bằng 2. Tương đương với x bằng 1. Thầy gọi đây là 1 phẩy. Như vậy thì chúng ta đã làm được một điều, đó là trừ vế với vế của hai phương trình cho nhau. Bây giờ thầy tiếp tục giảng tiếp. Bây giờ tiếp theo bước 2 là chúng ta lấy phương trình mới thay thế cho một phương trình nào đó của hệ và phương trình còn lại thì giữ nguyên. Như vậy thì ở sau khi tìm được phương trình 1 phẩy rồi thì chúng ta có thể thay phương trình 1 bởi phương trình 1 phẩy hoặc
phương trình 2 bởi cái phương trình 1 phẩy. Và nếu thay xong thì chúng ta giữ nguyên cái phương trình còn lại. Chẳng hạn đối với bài này, thầy sẽ thay phương trình 1 này bởi phương trình 1 phẩy. Thì khi đó ta được một hệ ở bậc 2 tương đương với hệ ban đầu. Vậy thì thầy sẽ thay như sau. Thay phương trình 1 bởi phương trình 1 phẩy. Dĩ nhiên là chúng ta giữ lại phương trình 2. Khi đó ta sẽ có một cái hệ mới tương đương với hệ ban đầu. Hệ này thì gọi là hệ 1 lớn. Khi đó ta có hệ 1 lớn sẽ tương đương với hệ 2 lớn như sau. Phương trình 1 thay bởi phương trình 1 phẩy, tức là x bằng 1. Phương trình 2 thì giữ lại, ta được x trừ 2y bằng âm 1, tương đương với x bằng 1, kém thế x bằng 1. Các em chuyển vế sang bên vế phải thì các em được âm 1, như vậy vế phải là âm 2. Chúng ta được y bằng 1. Như vậy, nghiệm của hệ đó chính là 1, 1. Đáp số. Nghiệm của hệ là cặp số 1, 1. Như vậy là thầy giải xong cái phương trình thứ nhất ở trường hợp 1 là hai hệ số của một ẩn bằng nhau. Bây giờ thầy giải sang trường hợp thứ hai. Thầy đọc lại trường hợp thứ hai các em nghe. Nếu hai hệ số của một ẩn đối nhau thì cộng vế của hai phương trình cho nhau. Thì bây giờ thầy theo cái bước 2 này để thầy làm. Các em nhìn vào hệ số của x là âm 2 và 2 là hai hệ số đối nhau là cộng trừ 2. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là hệ số của x đối nhau đó là 2 và âm 2. Khi đó thì chúng ta cộng vế với vế của 1 cho 2. Khi đó chúng ta cộng vế với vế của hai phương trình cho nhau. Bây giờ thầy cộng vế với vế của phương trình 1 với phương trình 2. Khi đó ta được cộng về trái ta được trừ 2x cộng 3y cộng với 2x trừ y bằng về phải 3 cộng về 1 bằng 4, tương đương với âm 2x cộng 2x bằng 0, 3y trừ y thì bằng 2y bằng 4.
tương đương với y bằng 2. Thầy gọi đây là phương trình 1 phẩy. Bây giờ tiếp tục, thầy giới thiệu bước 2. Lấy phương trình mới thay thế cho một phương trình nào đó của hệ, thì phương trình còn lại thì giữ nguyên. Khi đó hệ ở bước 2 là tương đương với hệ ban đầu. Như vậy ở đây chúng ta có hai lựa chọn để thay thế phương trình 1 phẩy, đó là thay phương trình 1 bởi phương trình 1 phẩy hoặc phương trình 2 bởi phương trình 1 phẩy. Thì các em xem thử các em nên lựa chọn thay phương trình nào. Ở đây các em thấy phương trình 2 này có các hệ số đơn giản hơn, cho nên thầy giữ nguyên phương trình 2, thầy thế phương trình 1 này bởi phương trình 1 phẩy. Thay phương trình 1 bởi phương trình 1 phẩy. Dĩ nhiên là chúng ta giữ lại phương trình 2. Thì khi đó ta có cái hệ thứ nhất này tương đương với hệ mới. Hệ mới đó là phương trình 1, bây giờ ta viết lại là y bằng 2. Phương trình 2 ta viết lại là 2x trừ y bằng 3, tương đương với y bằng 2 thì viết ở dòng thứ 2. Trừ y bằng 3 thầy viết ở dòng trên cùng của hệ. Tương đương với y bằng 2. Thầy thế y bằng 2 vào cái phương trình ở trên thì thầy được là 2x trừ 2 bằng 3, thì thầy sẽ được x sẽ bằng 5/2. Đó chính là nghiệm của hệ phương trình. Vậy chúng ta ghi đáp số. Nghiệm của hệ là cặp số 5/2, 2. Bây giờ trường hợp thứ 3 là cái phương trình 1 và phương trình 2 này, các em nhận xét là hai đường thẳng này cắt nhau, và hai hệ số của x và hệ số của y không bằng nhau cũng không đối nhau. Thì bây giờ trong phương pháp thầy nói, nếu cả hai hệ số của hai ẩn không bằng nhau cũng không đối nhau thì chọn các số nguyên khác không, nhân vào hai vế của một hoặc hai phương trình để đưa về trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Thế thì trường hợp này chúng ta chọn những số nguyên là những số nào? Để làm rõ điều này thì video kế tiếp thầy sẽ sửa bài tập loại này. Các em theo dõi video. Khi nào các em giải một hệ phương trình thì các em cũng cần nhận xét nếu hệ đó là biểu thị hai đường thẳng song song hoặc hai đường thẳng trùng nhau thì các em không giải bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế. Đây là điều các em lưu ý để làm bài tập cho tốt. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.